Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Thời gian gần đây, dù có muốn hay không, dù nhà anh em ở đâu trên bất cứ địa bàn nào tại Hà Nội, mất điện luôn là một vấn đề rất đau đầu. Không có điện thì cũng có nghĩa là không có mạng, không có máy tính và không có điều hòa. Tránh nóng, làm gì có phương án nào tốt hơn là đi net. Vậy thì trong video ký sự trách net ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau ghé qua Spartacus, một hệ thống cyber game có nhiều chi nhánh nhất tại Hà Nội. Vậy thì có điểm gì khiến Spartacus thành công đến vậy? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Bạn ơi, dạ. Mình tạo tài khoản mới. Anh tạo tài khoản tên gì ạ? Lâm272. Tài khoản mới đầu tiên thì bọn em sẽ được x3 tài khoản đi ạ. Thì anh muốn là bao nhiêu ạ? X3 tài khoản? Thì vâng ạ. Cấu hình giá máy như nào? Bên em thì có 12 khu vực. 12 khu vực? Vâng, 12 khu vực. Vì bao nhiêu dữ vậy? 1i5 10.400 GTX 1660 chỉ với 6.000 một giờ. 2 Standard Zone với i3 10.105F GTX 1660 Super 8.000 một giờ. 3 Pro Zone, 4 Smoking Zone có hút vết hút bóp thì vào riêng bên này. FBS Zone, 6 VIP Zone, 7 Super Zone, 8 Cover Zone, 9 Fighting Zone. Đây, máy thi đấu đây. Ủa sao máy thi đấu này mà chỉ có 15.000 một giờ ta? 10 Private Zone, 11 AMG Zone, 12 phòng cuối cùng Streaming Zone. Em đã thiệp xong hết rồi đấy, ăn đi đâu đi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ ngồi ở dàn máy Standard, là dàn máy có cấu hình cũng như là mức giá dễ tiếp cận nhất. Cụ thể thì ở dàn máy này chúng ta sẽ có con chip đấy là i3-10105F và kèm theo đó là con card màn hình GTX 1660 Super. Với mức giá như thế này ấy, thì chúng ta sẽ có một con màn 165Hz, tùy chọn là cong hoặc phẳng tùy vào sở thích của anh em. Ngoài ra có một điểm đặc biệt nữa mình thấy ở Spartacus, đấy là mỗi máy thì sẽ không chỉ có một con chuột, mà như mình đang có ở đây thì là hai. Một con thì là con chuột đến từ DAU với mã đấy là CM635RGB. Một con chuột thì có nhiều công nghệ hơn, có khả năng thay đổi DPI để tùy thuộc với cái DPI mà anh em chơi game gọi là CSGO hay Valorant, thay đổi được sen, thay đổi được DPI á. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một con chuột rất văn phòng, đấy là con Fulen L102. Mình nghĩ rằng con chuột này nó ở đây là vì một lý do rất rõ ràng, là vì những khách người ta đang chơi như kiểu là đế chế hay là chơi kiểu Half-Life thì chắc chắn con chuột này sẽ là một con chuột quen thuộc hơn với những anh em chơi nét thời đầu như ở 8X hay là đầu 9X. Rồi, về bàn phím thì chúng ta như bình thường, không có gì quá đặc biệt. Chúng ta sẽ có một con bàn phím đến từ DayU, sự switch, đấy là switch dạng blue, ồn ào và cũng là cảm giác cơ học rõ ràng nhất. Cảm thấy gõ phát nào là phải cắt đấy ngay. Cyber game, sử dụng bàn phím blue là một điều cơ bản và dễ hiểu. Về tai nghe ở đây thì chúng ta cũng được sử dụng một mã tai nghe đến từ thương hiệu là DayU. Tình trạng bảo trì bảo dưỡng thì quán hiện tại đang được vận hành khoảng tầm là 6 tháng, tầm nửa năm. Và mọi thứ đều rất là ok, bát tai không có tình trạng là bong chóc, bị ẩm mốc hay bất cứ gì cả. Điều này mình nghĩ là cũng nhờ một điểm cộng rất lớn ở Spartacus, đấy là không gian cực kỳ thoáng mát và không hề bị ép cú máy, không hề bị sắp quá nhiều máy trên một cái mặt sàn hẹp. Thế nên là không gian rất là thoáng mát, không có tình trạng bị ẩm mốc hay là mùi gì cả. Thế nên là bát tai cũng được duy trì ở tình trạng tốt luôn. Về hai bên tai thì chúng ta cũng có được trang trí đèn LED RGB các kiểu màu luôn, rất là phù hợp với cái không khí của một cái cyber game như thế này. Ok, về ghế thì chúng ta ở đây sẽ dùng một con ghế Form DX Racer, có thương hiệu luôn ở đây được khâu vào là Spartacus Gaming. Mặc dù là ở một cái dàn máy có mức giá rất là dễ chịu thôi, thế nhưng mà ghế chúng ta ngồi cũng sẽ là ghế được trang bị là ghế chân xoay chứ không phải là ghế chân quỳ, mang lại một cái độ linh động, một cái độ thoải mái hơn khi mà ngồi chơi game. Đó. Về tình trạng hai tay cũng như là pad da ở phía sau lưng thì hoàn toàn ổn, hoàn toàn hoàn hảo, không có vấn đề gì cả. Tại vì dù sao thì quán cũng mới vận hành gần đây thôi. Về phần màn hình thì ngay trong dàn Standard chúng ta cũng sẽ có hai cái lựa chọn khác nhau. Đầu tiên như mình đang ngồi ở đây thì là một cái mã màn hình đến từ thương hiệu là HKC với mã là SG241. Thông số thì nó sẽ là một con màn phẳng Full HD và kèm theo đó là tần số quét tối đa 165Hz. Nếu như các bạn không thích màn phẳng thì chúng ta cũng có một cái option màn khác đến từ thương hiệu là Titanami, cũng với kích thước là 25 inch, cũng là Full HD, cũng là 165Hz, cũng là IPS. Thế nhưng mà nó sẽ là màn cong, tùy thuộc vào sở thích của anh em thôi. Ok, về phần test game thì vẫn như mọi khi chúng ta sẽ test với hai tựa game đấy là CSGO và GTA 5. Đầu tiên với tựa game đấy là CSGO thì chúng ta sẽ có mức FPS ổn định trong khoảng từ 220 cho đến 250 về map thi đấu là Train. Mình đã chơi thử thêm một vài map khác thì con số này được duy trì khá là tốt. Tất nhiên loại trừ Inferno ra thì chúng ta sẽ có mức FPS thấp hơn một chút trong khoảng là 200 đến cho đến là 220. Thế nhưng mà nó vẫn hoàn toàn đủ và hoàn toàn ổn định để có thể chơi được trên một cái màn hình là 165Hz. Mạng thì có đến là 5 đường truyền, trong đấy thì một đường truyền VMBT, một đường truyền Viettel và 3 đường truyền FPT. Đảm bảo là trong trường hợp các bạn có bị lost với một nhà mạng nào đó thì cũng có đường truyền thay thế. Máy chơi mượt, mạng không lost, lag không có vấn đề gì cả. Và kèm theo đó là cả những cái cảm giác về ghế ngồi, về không gian, mọi thứ đều rất là ok. Nên là dàn bình thường nó đã thế này rồi thì để xem thử xem là dàn cao cấp hơn, dàn đắt giá hơn, đắt tiền hơn thì nó sẽ thế nào nhá.
Ok, sau dàn standard, sau dàn có mức giá rẻ nhất thì mình sẽ nhảy bốp phát luôn vào phòng có mức giá cao nhất. Phòng mình đang ngồi hiện tại thì có tên là AMG Zone. Mình không hiểu lắm tại sao họ lại đặt tên như vậy, nhưng mà chắc AMG là kiểu xe sang chảnh của Mercedes ấy, thì giá nó cũng rất là đúng thôi. Thì ở trong phòng này chúng ta sẽ có cấu hình đấy là i9 11900K và kèm theo đó là con gạc 3060T với mức giá là 17.000 đồng một giờ. Thực ra để hỏi đây có phải là cấu hình Mackling chưa, mạnh mẽ nhất có thể hay chưa, thì mình nghĩ là chưa. Chúng ta có thể có những phiên bản như kiểu i9 13900K hay là 4080 4090. Nhưng mà thực ra mình nghĩ tại một phòng máy cyber game thì cấu hình như đấy là không cần thiết. Anh em ra net chơi, anh em ra cyber game chơi ấy, thì cũng sẽ là những cái game mà kiểu eSport, những game mà chơi tính đồng đội cao như ở Liên Minh, FIFA hay là CSGO, Valorant các thứ, chứ không phải những game triple A. Thế là mình nghĩ rằng ở trong cái phòng như thế này ấy, với một mức cấu hình như thế này, thì mình nghĩ là anh em có thể thỏa sức chơi mọi tựa game mà mình vừa nêu bên trên với cái màn hình 360 luôn. Ok, thì ngoài cấu hình ra chúng ta sẽ còn có những cái gì khác nữa. Đầu tiên là về màn hình thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn màn hình ở đây. Đầu tiên là một cái màn hình đến từ Benquy có mã là XL2566K, tấm nền TN, độ phân giải Full HD và với tần số quét là 360Hz. Về lựa chọn màn hình thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái mã màn hình đến từ thương hiệu là Titanami có mã là P25A2K thì phải. Cái mã màn hình này thì chúng ta cũng đã từng thấy ở một cái cyber game khác, đấy là Titanami Gaming Cyber. Thì nó cũng có những cái thông số như kiểu là màn hình Full HD, kèm theo đó đấy là cái tần số quét 360Hz. Nên là nói chung về cái phần màn hình ở trong phòng AMG này thì anh em có thể yên tâm là những cái màn hình tốt nhất hỗ trợ cho game thủ hiện tại rồi nhá. Rồi, ngoài sau màn hình ra thì chúng ta sẽ có đến một cái điểm cộng khác cũng khá là thú vị ở trong cái phòng này. Đấy là mỗi máy thì chúng ta sẽ có đến là hai con chuột. Như bên tay phải mình hiện tại là con Logitech G102. Và còn lại thì chúng ta sẽ có một con chuột khác, đấy là con chuột đến từ Benquy, có tên cụ thể là Zowie EC3C. Ok, thì không chỉ có một linh kiện đến từ Logitech ở đây, mà mình thấy ở trong phòng AMG Zone này chúng ta sẽ được rất nhiều những linh kiện khác đến từ là Logitech. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một mã tai nghe, đấy là con tai nghe Logitech G Pro X, cũng đến từ thương hiệu là Logitech luôn. Tình trạng bát tai, mọi thứ như kiểu là headband không có dấu hiệu bị xuống cấp, bát da và cũng như là headband ở đây cũng không hề có dấu hiệu bong chóc da hay gì cả. Trạng thái bảo trì bảo dưỡng cực kỳ tốt và chất lượng thì cũng không có gì phải bàn cả. Ok, cuối cùng một mã bàn phím cũng đến từ thương hiệu là Logitech luôn, có mã là Logitech G610. Với các bạn thì đây là một con bàn phím full size, có keycap xuyên LED và sử dụng switch, đấy là switch Red Switch. Điều này thì khá là dễ hiểu, tại vì dù sao thì đây cũng là cái phòng có mức giá cao nhất, là phòng AMG Zone, có không gian biệt lập ở bên ngoài. Thế nên là những người chơi trong này họ cũng sẽ mong chờ sự yên tĩnh, sự riêng tư. Nên là mình thấy cái việc lựa chọn một con bàn phím Red Switch ở trong phòng này là một điều cực kỳ tinh tế. Rồi, về ghế thì cũng giống như phòng ngoài thôi, không có quá nhiều khác biệt. Chúng ta vẫn sẽ là một con ghế Form DX Racer chân xoay để có thể các bạn thoải mái di chuyển trong quá trình chơi game. Đó, lùi ra tiến vào rất thoải mái. Hai bên nâng hạ thì ok, không có vấn đề gì. Ghế đầy đủ tính năng như kiểu ngả ngửa. Rồi, kéo đây cũng cực kỳ đơn giản. Ok, bây giờ thì mình đang có mặt ở trong phòng livestream của Spartacus Gaming số 8 Quang Trung. Thì ở trong phòng này chúng ta sẽ được trang bị cấu hình đấy là con chip i7 12700F 16GB RAM và kèm theo đó là chiếc cạc màn hình RTX 3060T. Màn hình trong phòng này thì chúng ta sẽ có hai con màn đến từ thương hiệu đến là Asus và Samsung. Cả hai thì đều là màn 25 inch và có tần số quét là 240Hz. Chất lượng cam và cũng như chất lượng mic mà anh em đang thấy ở đây thì đều là góc cam và mic mặc định của phòng livestream này. Chất lượng như thế nào thì anh em comment chia sẻ ở phía dưới nhé. Về cam thì ở đây mình thấy không nhầm, đây là một con Logitech C922 như vậy. Một cái mẫu webcam của Logitech rất hay thấy ở những cái setup livestream mà không phải là livestream hai máy hay là dùng máy ảnh để livestream. Con C922 này thì là một con webcam có chất lượng khá là ổn. Thế nhưng mà hiện tại anh em nhìn trong hình cũng thấy được là cái mặt mình ấy, nó đang bị đổ bóng. Điều này đến từ vấn đề là cả phòng livestream ở đây chúng ta sẽ chỉ có một cái đèn ở trên trần chiếu xuống mà thôi, chứ không hề có đèn key light, fill light hay bất cứ một cái đèn thứ hai nào cả để đánh bù sáng cho mặt. Thế nên là các bạn có thể thấy ở đây là cái mặt mình nó đang bị đánh hướng sáng từ trên xuống dưới và đang khá là đen. Ok, về mặt hình ảnh, về mặt âm thanh thì như vậy. Thế thì cái máy này có thể chơi ổn những tựa game mà chúng ta mong muốn livestream hay không? Ví dụ như hiện tại mình đang có mặt ở trong CSGO. Từ, tiếng game to quá. Ok, bây giờ thì mình đã vào trong game CSGO rồi. Mức FPS ở đây thì hình như là nó đang được để là FPS max 400 thì phải.
nên là iPad gì chết ở mức 400 luôn và rất ít khi bị drop. Mạng thì hình như là đang có vấn đề một chút nên là lót 1%. Chúng ta sẽ có ghi nhận tình trạng thỉnh thoảng bị nhảy lót nhẹ ở đây. Nhưng mà ở Spartacus thì có tới là 6 đường truyền, nên là anh em có thể đổi sang một cái đường truyền khác. Mình thì vừa đổi một cái. Thực sự là ngoài vấn đề mạng bị lót ra thì FPS ở đây rất rất tốt. Làm sao mà không ổn được chứ? i7-12700 kèm theo đó là con 3060T thì là chip CSGO là một điều quá đơn giản. Chất lượng hình ảnh cũng như là mic như thế nào thì anh em cũng có thể tự nhận xét nhá. Còn mình như ở đây thì với trải nghiệm chơi, với những con số FPS đổi lại như thế này thì hoàn toàn là ổn, không có vấn đề gì cả. Mà dù sao thì đây cũng là record chứ không phải là livestream, nên là chúng ta máy nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Uầy, bắn đây lên rank anh phải biết, máy mượt quá. Mặc dù hiện tại là mình đang chơi CSGO ở trong deathmatch, rất nhiều unit quân, kèm theo đó là cả record nữa, nhưng mà không có hiện tượng bị drop FPS hay bất cứ gì khó chịu ở đây cả. Nên là anh em nếu như có nhu cầu livestream thì cái phòng livestream của Spartacus cũng là một địa điểm khá là ok nha. Ok, tiếp sau phòng livestream thì chúng ta sẽ tiếp tục check đến khu vực là máy thi đấu, hay ở Spartacus thì còn gọi là phòng fighting zone. Ở khu vực fighting zone thì ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 máy chia theo kiểu là 5 năm, mỗi bên nửa sân khấu là 5 máy để phù hợp cho những cái bộ môn thi đấu 5v5 như kiểu là Valorant hay là CSGO. Ở chính giữa chúng ta cũng có một cái sân rất là rộng, một cái khu vực nhà sàn rất là rộng để có thể kê người ra ngồi tổ chức những cái giải đấu. Ngay từ đầu, ngay từ khi mà quay intro ấy, anh em cũng có thể thấy là phía chính giữa cái phần khu vực thi đấu này chúng ta cũng có luôn một cái màn LED để có thể chiếu giải cast tải lên đây. Mình thấy đây là một cái khu vực rất là phù hợp cho những đơn vị muốn tổ chức sự kiện, muốn tổ chức giải, có thể thuê máy đến đây, thuê khu vực ở đây tổ chức thì quá tuyệt vời luôn. Ok, về mặt cấu hình thì ở đây chúng ta sẽ có một sự tương động khá là cao với cả phòng livestream. Vẫn là con chip i7-12700F và kèm theo đó là con card màn hình RTX 3060Ti, RAM cũng là 16GB. Màn hình thì tuy vẫn là màn 240Hz, thế nhưng mà chúng ta sẽ dùng màn đến từ BenQ có mã là XL2546K 240Hz Full HD. Về ghi ở đây thì chúng ta vẫn sẽ giữ được cái truyền thống như kiểu ở Spartacus, đấy là mỗi máy thì vẫn sẽ có hai chuột, một con EC3C và một con L102. Tất nhiên rồi, thi đấu giải thì không chỉ có những giải game mới gần đây như kiểu là CSGO, Valorant, mà chúng ta cũng có thể tổ chức những giải như kiểu ở đế chế chẳng hạn này, hay là đột kích chẳng hạn này, hay là CS chẳng hạn, Hapline chẳng hạn này. Đó, thì con chuột L102 ở đây, nó nằm ở đây cũng là có lý do của nó đấy. Tai nghe, chúng ta sẽ có một con đấy là HyperCao X. Và cuối cùng, bàn phím thì vẫn là một con Logitech G610. Check thử dịch vụ đi em, xem cơm nước ở đây thế nào, đồ ăn đồ uống ra sao. Thì đây, đầu tiên với phần đồ uống đóng chai thì như mọi quán game thông thường thôi, chúng ta vẫn sẽ có những cái món đồ uống cơ bản như kiểu là Sting đỏ, Sting vàng, Coca, trà chanh các thứ. Và đơn giản thì đây là những thứ mà đâu cũng có rồi, không phải những thứ chỉ có ở những cái cyber game xịn sò mới có. Nên là vào đây thì chúng ta sẽ check thứ khác, đấy là đồ uống pha chế xịn sò hơn. Thì ở Spartacus chúng ta sẽ có khá là nhiều những món đồ uống cầu kỳ phết, ví dụ như kiểu là sữa chua sô cô la, cốt dừa cacao đá xay, hay là chocolate cookie. Thực sự là menu khá đa dạng. Về đồ ăn chúng ta sẽ có những cái combo. Combo bao gồm là cơm thịt heo rim tiêu, cơm gà xoài mỡ, cơm thịt băm củ quả, cộng cơm bò ôm dưa, cộng cơm tôm rang lá chanh. Tất cả đều là cơm và không có quá nhiều lựa chọn. Thế nhưng mà chất lượng thế nào thì để gọi thử nhé. Đây rồi, chờ một lát thì cơm được mang ra đây rồi. Của mình là cơm thịt heo sốt tiêu đen, và của Hiếu thì là cơm gà gì Hiếu nhỉ, cơm gà xoài mỡ. Rồi, thì ăn thử nhá, xem là cảm nhận thế nào. So về vị kiểu là nêm nếm thịt thá dưới thì mình thấy là nó không quá khác biệt. Thế nhưng mà so với cơm hàng mà mình hay ăn ấy, kể cả những cyber game hay là cơm ngoài ấy, thì mình thấy ở đây có một cái điểm đặc biệt, đấy là gạo thì nấu rất là dẻo, như kiểu cơm nhà ấy, hợp lý. Cơm dẻo, thịt nêm nếm vừa phải, rau ăn kèm hợp lý. Để thử xem là gà xoài mỡ chất lượng thế nào nhá. Thịt gà chín tới không khô quá, không bị bở, không có vấn đề gì vì miếng gà này cả ấy. Hương vị ok, hợp lý. Và những ngày hè nắng độ nhiệt độ cao như thế này thì cái thức uống mà mình nghĩ là hợp lý nhất để có thể uống đấy sẽ là những cái món đá xay như thế này. Tại vì nó sẽ giữ lạnh được lâu, với cả là dù sao thì nó là đá xay mà, nên nó sẽ mát nhất có thể rồi. Ok nhá. Vị cốt dừa rõ,
đá xay mịn, không có cảm giác bị lổn nhổn lợn cợn trong mùm, là kiểu đá xay chưa kỹ ấy. Và đây thì quá hợp lý để uống trong những ngày hè nóng như này rồi. Còn cái này nữa thì là cookie thì phải. Đá xay matcha cookie. Thực ra thì có thể gọi ngắn gọn hai cốc nước này là như quán cà phê thì mình cũng thấy không có vấn đề gì cả. Về chất lượng, về cả decor, về cả định lượng, không, hoàn toàn ok. Thì ở Spartacus ấy, ngoài những câu chuyện như kiểu là về dịch vụ hay là về cấu hình máy ra, thì có một cái điểm nữa là mình phải thấy rất là hài lòng. Đấy là cái cách mà họ đã thiết kế, cái cách mà họ thi công phòng máy ấy. Như ở đây, cái phòng máy hiện tại, cái cơ sở hiện tại mình đang ngồi là số 8 Quang Trung Hà Đông ấy, 250 máy, nhưng mà được chia ra tới là 12 khu vực khác nhau. Tùy thuộc là bạn muốn gì. Các bạn muốn riêng tư đúng không? Thì chúng ta sẽ có một phòng là private room. Hay là các bạn muốn phòng couple, có phòng couple. Hay là như gì nhỉ? Cái khu vực ấy, là phòng hút thuốc ấy, thì chúng ta còn được chia đôi hẳn ra là một bên là vape pod và một bên là hút thuốc nữa cơ. Đảm bảo rằng là những cái người mà chơi game mà không hút thuốc sẽ không bị ảnh hưởng, không bị làm phiền. Và mình nghĩ là Spartacus ấy, họ không chỉ thành công về cái mức cấu hình trên giá thành, mà họ còn thành công về cái chất lượng dịch vụ nữa cơ. Ví dụ như lúc chiều nay 3 giờ mình qua là không còn một máy trống nhá. Thế nhưng mà không gian máy, không gian quán không hề bị bí, bị nóng, bị khó chịu hay là điều hòa quá tải gì cả. Điều hòa vẫn rất mát, mọi người chơi ở đây rất là chill và không hề có một cái khó chịu, một cái phiền hà gì việc ngoài là quán đang phun máy cả. 10 cơ sở Hà Nội là hệ thống Cyber Game ở Hà Nội có nhiều cơ sở nhất, nó cũng có lý do của nó đấy chứ. Rồi, kết thúc một buổi chiều nghỉ mát, trốn làm, trốn nắng, trốn mất điện tại Spartacus Gaming Center, một hệ thống Cyber Game mà có nhiều chi nhánh hàng đầu Hà Nội. Với cơ sở hôm nay mình qua là số 8 Quang Trung Hà Đông, 250 máy, 12 loại cấu hình khác nhau. Nên là anh em có thể thoải mái qua đây, đặt đít vào bất cứ cái máy nào cũng được. Cấu hình sẽ không phải là điều mà anh em phải lo lắng. Ngoài cái khu vực là Cyber Game ra thì Spartacus còn có một cái khu vực khác gồm có rất nhiều bàn bia mà mình không biết là bao nhiêu bàn. Nếu anh em mà có nhu cầu làm cơ thủ, không thích làm game thủ trốn nắng ấy, thì có thể qua đây luôn. Chất lượng máy thế nào, dịch vụ ra sao, có hết trong video rồi. Em nghĩ sao về Spartacus Gaming Center thì cùng comment chia sẻ ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhiều ông comment bảo review quán này lắm đấy. Tiếp theo quán này, review quán nào, comment tiếp đi nhá. Bye bye.